Đèn bắt muỗi sun hao này. Model SH-EMF01G này. Đây, vỏ hộp đây. Dùng đèn LED này. Tiêu diệt muỗi này. New này. Đó. Đèn này đó, Hà Nội này. Đó. Nhưng mà sai nó không hiệu quả đây. Đây đèn này, trong đây có cái quạt này. Đó. Giờ này có 3 bóng LED vào đây này. Ở nhà sai một thời gian mà không công tắc này. Dây nguồn này, xung quanh này. Thông số kỹ thuật đấy. Đây có ngày sản xuất này. Đó, tem bảo hành đấy. Nhưng mà nhà sai một thời gian không thấy nó hiệu quả nào hết. Đó, bật công tắc đây. Bật là quạt quay đèn sáng này. Mình nó hút muỗi kiểu nào mà không thấy bắt con muỗi nào hết. Chú S này. Ai mua đèn này thôi đừng mua nha. Mua tốn tiền thôi. Bắt muỗi không hiệu quả đây. Đấy. Quạt quay đấy. Dừng lại này. Đó, hết quay. Đó. Nhà mua sai 100 mấy ngàn đấy. Hay là tiền nào của đó mà biết. Hàng rẻ tiền nên hàng chất lượng. Ai gọi đi mua của Sun Hao ấy. Model này thì nghỉ đi. Đừng có mua nữa. Đó, hàng LED New Hà Nội đó. Mua tốn tiền thôi. Không được cái gì hết. Đây, đèn em này. Không có gì hết. Dưới này có ngăn mở mở bắt muỗi mở đây đây. On off đây này. Đó. Mà không có muỗi nào đâu. Khỏi mở. Ad thì dễ thương. Cái này mua về làm đèn đèn ngủ được. Con đèn bắt muỗi chú thôi.